Hello mọi người, xin chào mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Lời đầu tiên cho mình gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến mọi người, mọi nhà trong đợt dịch này nha. Chủ đề ghi hình hôm nay là chiếc Fury mới về nha, chiếc Fury Honda Fury 1300 mới về. Mình sẽ ghi tình trạng xe và cụ thể từng chi tiết để anh em đam mê xe đánh giá qua em nó nha. Đây, theo như chỉ thị 16 thì đóng cửa, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đây, cửa hàng cũng xin đóng cửa. Những chiếc xe còn tương đối cũng nhiều đó. Anh em có quan tâm chiếc nào liên lạc nha. BMW nè, Goldwing còn nè. Đây, chiếc Fury. Bữa hôm nay đứa em ghi phụ ghi hình, hôm nay giãn cách anh nên ở nhà rồi. Mình sẽ ghi nhiều khi nó không có được đẹp hay là nó cũng sẽ thiếu sót. Mong mọi người thông cảm nha. Đây, chiếc Fury này là đời 2013, phiên bản nhập Mỹ. Đó. Fury thì có nhập Mỹ, có nhập Nhật. Đó. Đây, mình sẽ... đây. Phiên bản nhập Mỹ đời 2013 có Datwin nha. Đúng một chủ mua mới luôn, đúng một chủ mua mới nhập khẩu hải quan chính ngạch đời 2014 và đăng ký lần đầu 2014 luôn. Phiên bản thắng ABS. Đã. Fury có ABS và không ABS. Phiên bản Mỹ thì có Datwin. Đã. Phiên bản Mỹ thì có Datwin này nha. Datwin. Chiếc xe đập thùng 2014 đến hôm nay là Odo. Rồi Odo 1000, Odo 8761 km. Nha. Nó là tính mai nha, sorry kêu km nó là tính mai tại nhập Mỹ. Nói đến Fury 1300 thì trong giới chơi xe thì quá là chiếc Fury quá là nổi tiếng rồi, chắc anh em đam mê xe chắc cũng đã rành. Trong phân khúc 1300 của nhà Honda thì có VTX, Talay, trong đó có Fury, mà Fury gần như là nổi tiếng nhất, được đánh giá cao nhất. Đó, chiếc xe quá mới nha. Cận cảnh chi tiết nè. Đó. Đúng một chủ mua mới thôi à. Chưa qua chủ thứ hai. Số khung số máy nha. Anh em đang tìm Fury thì đừng bỏ qua chiếc này uổng nha. Mua chiếc xe này về chơi siêu tầm rất là giá trị nha. So với những chiếc xe mà không đẹp, mình siêu tầm nó không bằng này nha. Chiếc này đúng là đáng để siêu tầm luôn á. Đúng siêu tầm luôn á. Chiếc xe anh một được anh chủ đập thùng một mình anh dùng thôi. Hôm nay có 8000 mấy thôi thì khá là ít. Được lên cặp bô đồ chơi cũng khá là đẹp. À. Được lên cặp bô đồ chơi khá là đẹp nha. Lát mình sẽ nổ máy nghe nha. Thắng ABS trước sau nha. Đây. Đó. Honda thường cái dĩa nó hơi xước nha mọi người nha. Chứ Odo là nó đúng nha. Vừa rồi cũng có một anh em hay đánh giá qua cái dĩa nó xước về sợ không đúng Odo. Nhưng mà mình cam kết chiếc xe này mình mua đúng chủ nha, đúng Odo nha. Honda thường cái dĩa nó không có nó bằng BMW hoặc là Yamaha hay là Triumph. Thì nhiều khi mỗi hãng nó có mỗi cái thế mạnh và nhiều khi nó cũng có những cái nó chưa được mạnh so với cạnh tranh so với những khác. Và dĩa thì cũng không đến nỗi nào. Xe này hiện nó mang biển số Hải Phòng, đúng một chủ thôi. Quý khách nào mua được thì mình sẽ rút hồ sơ giao cho quý khách luôn nha. Đây,
tình trạng đèn nè, còn rất mới này, nước sơn nguyên zin hết nha. Đó. Nguyên zin hết. Yên đời cũng vậy nè, zin hết nè. Cặp kính còn khá là đẹp, chìa khóa còn nguyên đủ. Rồi, đời 23, 22, 23, 24 trở lên tới 25 là hết. Là chiếc xe này cái dàn chân nó màu đen nha quý khách. Dàn chân nó màu đen. Đời trước 2011, 2010, 2009 thì cái dàn chân này nó màu bạc. Ghi phải nằm vậy đó. Rồi sẽ nổ máy mọi người nghe nhé. Nhìn đồng hồ dễ thương quá. Đây, con tắc phụ này nút đề. À, máy này phân khối nó lớn thì chúng ta đề nên vịn vào. Để thử nổ máy liền không nha. Đó, đúng rồi. Chiếc xe được dùng kỹ nè. Đó, còn rất là mới nha. Phuộc chưa có tháo gì ra nha, chưa có đụng, chưa có làm gì tới phuộc nè. Năm 6 7 năm trời rồi nhưng chiếc xe trong tình trạng khá là đẹp, chắn cổ chưa đụng gì tới nha. Phuộc chưa đụng gì nha. Đây, trong tình trạng khá là vừa ý. Rồi thì nói tới Fury thì nãy giờ cũng đã có nói và Fury khá là nổi tiếng trong của nhà Honda rồi, một vẻ đẹp chopper, một vẻ đẹp chopper bản độ của nhà Honda thì quá đẳng cấp rồi. Xe được nhập khẩu đời xe được sản xuất 2013, nhập khẩu về và đăng ký lần đầu là 2014. Về giấy tờ thì nhập khẩu hải quan chính ngạch nên đúng chủ, nên chúng ta sang tên mọi miền tổ quốc đều là nhanh lẹ, không có trở ngại gì nha. Rồi, cửa hàng mua vào thì cũng đã thẩm định về mặt giấy tờ, về tình trạng xe, chứ nói chứ ôm cũng lượng khá là nhiều tiền nên mua xe vào cũng cẩn thận. Chắc anh em chơi xe, mọi người đã mua qua và đã biết thì chắc cũng đánh giá được phần nào bên cửa hàng bán ra. Mình cũng xin bổ sung vậy thôi chứ mọi người cũng đánh giá được. Rồi chiếc xe mình cũng xin báo cái giá của chiếc Fury luôn. Chiếc Fury này đời 2013 đúng một chủ. Mua mới nha, mua mới đập thùng nên xe thì chắc trong tình trạng không có điểm che đâu.
Rồi giá bán cho chiếc Fury này, nói chung nó cũng hơi lấn lấn giá xíu so với những đợt trước nha, nha anh em. Tại vì mùa này cũng không có săn được nhiều xe, và đồng thời xe mới các nhà máy không có về được, nên không sản xuất không về được, nên những xe cũ hôm nay nó cũng hơi nhóm nhóm giá tí. Và đồng thời những cái xe đẹp như vậy nó cũng hơi nhóm tí nha. Anh em chơi xe cũng đánh giá được và cũng thông cảm nha. Giá bán cho chiếc Fury đời 2013 phiên bản nhập Mỹ, đúng một chủ đập thùng, Odo 8.700, 8.600, giá bán là 425 triệu nha, 425 triệu. Anh em đang tìm một chiếc Fury đẹp để về chơi, trưng bày chơi, thì chiếc xe này đừng bỏ qua uổng nha. Rồi mua bán thì chắc có thể bớt nhau vài triệu được, không bớt nhau được nhiều lắm nha anh em nha quý khách. Giá bán 425 triệu cho chiếc Fury 1003, còn mới len keng luôn nè, mới mà mới, nhìn cục máy, nhìn dưới dần chân nha, ốc cũng vậy nè, dần ốc rất là mới. Bốn trăm hai mươi lăm triệu cho chiếc Fury đời 2013 phiên bản nhập Mỹ. Xe nhập khẩu hải quan chính ngạch, sang tên nhanh lẹ. Mình thì đợt dịch này nó hơi chậm tí, chứ còn hết dịch thì hồ sơ tất cả đều trở lại nhanh bình thường nha, chỉ cần làm lại là rút nhanh thôi. Rồi tình trạng xe nha, ghi không thiếu món nào nha. Nếu mà anh em còn quan tâm gì thêm thì trên góc màn hình có hai cái số điện thoại đó, hay có gì liên lạc giúp nha, rồi mình sẽ bổ sung đầy đủ, có thể hình ảnh, rồi mình hỏi gì thêm nha anh em. Rồi, rồi chắc nói chắc cũng đầy đủ rồi, nói dài quá rồi. Giá bán 425 triệu cho chiếc Fury. Rồi mô tô Văn Nga 79 thì chỉ có một địa chỉ một thôi, 335 An Dương Vương, 335 An Dương Vương, phường Hưng Lạc, quận Bình Tân. 335 An Dương Vương, phường Hưng Lạc, quận Bình Tân nha. Rất là chân thành cảm ơn quý khách hàng, anh em bạn bè đã quan tâm và ủng hộ, và rất là cảm ơn một lần nữa. Chúc mọi người nghỉ dịch an toàn nha. Rồi chúc chúng ta sẽ được khởi sắc hơn sau dịch. Rồi và xin chào mọi người và rất cảm ơn.